mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng là điều mà không ai mong muốn. Nhưng không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra và không phải ai cũng kiên nhẫn để có thể tìm hiểu mua hàng chính hãng. Mua phải hàng giả đồng nghĩa với việc bạn bị mất tiền oan, mua phải hàng kém chất lượng. Chưa kể nó có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn, nghiêm trọng hơn là làm cho da xấu tệ hơn mà không thể cứu vãn được. Và bên cạnh đó khiến cho mình mất hẳn niềm tin vào con người, vào sản phẩm và sau này mình mua thêm sản phẩm nào khác cũng lo cũng sợ. Thậm chí là bỏ lỡ cơ hội làm đẹp khi mà mình không dám mua và dùng thử sản phẩm khác nữa sự lo sợ, mất lòng tin và mất cả cơ hội để cho mình đẹp hơn nó ám ảnh cả đời. Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ chỉ cho bạn cách phân biệt serum Nambuzin năm thật giả để bạn có thể phân biệt và yên tâm hơn khi tìm mua hàng chính hãng nhé. Bên tay trái của mình là serum Nambuzin năm hàng giả, còn bên phải là hàng chính hãng. Khi có hai hộp trên tay thì bạn sẽ thấy được sự khác nhau khá rõ rệt, hàng giả có màng bọc ni lông bên ngoài. Còn hàng thật thì không có màng bọc này, vỏ hộp hàng thật cũng trắng mới hơn, trong khi hàng giả màu khá cũ. Tất nhiên là hàng giả còn có một số loại cũng trắng đẹp như hàng xịn, nên bạn xem thêm những video phân biệt hàng giả khác nữa nhé, chứ không lại bị lừa mất tiền oan ủi. Ở phần trên nắp hộp này, hàng giả và hàng chính hãng nó được thiết kế ngược nhau và in chữ đối ngược nhau. Kiểu chữ cũng khác nhau nữa, thật sự thì nếu bạn chỉ có một hộp hàng giả hoặc một hộp hàng thật sẽ không thể phân biệt được. Mà phải có hai hộp mới so sánh được, nếu đã lỡ mua rồi thì bạn xem thiết kế vỏ hộp như trong video này cũng biết được là chính hãng hay hàng giả nhé. Lưu ý là hàng giả cũng đã có mẫu như hàng thật rồi nhé. Ngoài màu sắc vỏ hộp khác nhau thì kiểu chữ in cũng khác nhau, nên dù hàng nhái có giống hàng chính hãng đến mấy đi nữa thì vẫn có điểm khác biệt. Nhưng bạn phải có kinh nghiệm thì mới phân biệt được, còn như loại hàng giả trong video này thì màu sắc vỏ hộp và phông chữ khá khác nhau nên rất dễ phân biệt. Nếu có hai hộp kem thật giả trên tay thì bạn rất dễ dàng nhận thấy, chữ của hàng giả bên trái đậm hơn, nét chữ cũng to hơn. Vì thế khi tìm mua hàng chính hãng bạn nên xem xét thật kỹ từ đánh giá của khách hàng và hỏi han người bán thật kỹ, thậm chí yêu cầu họ quay video hoặc chụp hình lại cho yên tâm nhé. Ở dưới đáy hộp serum Nambuzin 5 hàng giả phần chữ in của ngày tháng năm hạn sử dụng khác với hàng thật, chữ in đậm hơn và to hơn hẳn. Nhiều bạn nói là check mã vạch bên dưới đáy hộp thì sẽ kiểm tra được hàng chính hãng, nhưng không phải, vì mã vạch làm giả rất dễ. Bạn chỉ cần photo ra giấy rồi quét thử thì nó cũng ra thông tin như check mã vạch của hàng chính hãng. Sự khác nhau tiếp theo đó là chai serum bên trong của hàng giả đầu lấy serum đi kèm trực tiếp với sản phẩm luôn. Còn đầu lấy serum của hàng chính hãng thì là bọc rời trong túi ni khi nào sử dụng bạn mới mở nắp ra và lắp vào. Màu sắc và chữ in của nhãn trên chai cũng khác nhau, nhãn hàng giả bên trái thì trắng hơn nhiều. Của hàng chính hãng ở đây còn có thêm logo hạn sử dụng trong 12 tháng kể từ khi mở nắp, hàng giả thì không có nhé. Khi kiểm tra dưới đáy chai bạn cũng sẽ thấy chúng được y khác nhau nữa. Vậy là shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình vừa chỉ cho bạn cách phân biệt hàng thật và giả của serum Nambuzin 5, hy vọng bạn có thể biết cách phân biệt sau khi xem video này. Càng ngày thì hàng giả sẽ làm tinh vi giống với hàng thật nên rất khó phân biệt, shop mình sẽ luôn cập nhật những mẫu hàng giả mới nhất cho bạn biết cách phân biệt. Nhớ đăng ký theo dõi kênh của shop mình để xem khi có video mới nhé. Shop mình cũng có bán serum Nambuzin 5 hàng chính hãng, bạn có thể mua ủng hộ nhé. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo nhé.